Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác, các chú cùng toàn thể các anh chị em yêu thích và đam mê sưu tầm đồ lính nhé. Hôm nay em lên cái video giới thiệu và chia sẻ cho anh em về cái mẫu mũ bảo hiểm dàn di ra báo của sĩ quan đặc công nhé. Đó, đây là mũ bảo hiểm dành cho người đi xe máy nha anh em. Dành cho người đi mô tô xe máy, xe đạp điện, xe điện hay xe máy để chúng ta có thể sử dụng cái mũ bảo hiểm này để tham gia giao thông thì nó rất là an toàn và nó đẹp nữa. Đó. Cái tông màu của lính thì nó rất là khỏe khoắn và trông nó sạch sẽ, nó đẹp. Đó, anh em có thể quan sát. Đấy, khi mà các bác mua một cái mũ bảo hiểm như này thì em sẽ tặng kèm một cái ngôi sao cành tùng to như này gắn vào mũ, nhìn nó rất nổi và đẹp đúng không ạ? Chúng ta có niềm đam mê với đồ lính thì chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm, cái thứ nhất là chất lượng, cái thứ hai đẹp. Đó. Vừa chất lượng vừa đẹp thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Đây là cái mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô xe máy. Mũ này là cấp cho sĩ quan đặc công. Đấy, cái mũ này thì nó có cỡ số 1 và số 2 nhé. Cỡ số 1 thì dành cho các bác nào đầu lớn, còn cỡ số 2 thì dành cho các bác đầu nhỏ. Cái vỏ bọc màu dàn di như này thì chúng ta có thể tháo rời ra. Đấy, khi mà chúng ta tham gia giao thông đi đường thì có thể nó bám bụi vào, nó bị bẩn thì chúng ta có thể tháo ra. Ở đây nó có một cái nút buộc. Đó, chúng ta tháo cái này ra, tháo cái vỏ ra, chúng ta giặt. Giặt sạch sẽ xong chúng ta lại chùm lại. Ở bên trong nó là một cái cốt nhựa bằng nhựa PA6. Loại nhựa này rất là dai, bền, được thiết kế để sản xuất mũ bảo hiểm cũng như là mũ chiến đấu cho quân đội nhá. Đó. Bên trong này thì có nót xốp, đội rất là êm và có tem mác của Tổng cục Hậu cần đây. Đó. Hàng rất là chuẩn đẹp. Cái xốp này đội nó rất là êm nhá, êm đầu. Và chia sẻ với anh em là mũ này là mũ hàng chất lượng ấy, hàng ISO ấy, hàng chuẩn đẹp luôn. Đó, cái quai này nó rất là bền này. Đấy. Em cũng sử dụng một cái mũ này 4 năm rồi. Đó. Đội rất là đẹp luôn. Mỗi lần về nó bám bụi bẩn, giặt sạch sẽ đi thì nó lại như mới luôn. Đấy. Hàng rất là đẹp. Đấy. Đây có điều chỉnh cỡ vòng đầu này. Ví dụ đầu chúng ta về đội có hơi lỏng lỏng một chút thì chúng ta siết cái vòng này lại, nó sẽ co lại để vừa cái phần đầu chúng ta đội nó thoải mái. Đó. Các bác thích mẫu trần như này là có mẫu trần nhá. Các bác thích mẫu có kính thì cũng có là mẫu có kính. Đó. Và các bác thích màu khác không phải là màu dàn di ra báo này thì cũng có đầy đủ các màu khác. Đó. Một chiếc mũ rất là gọn gàng, rất là đẹp đúng không ạ? Đã tham gia giao thông thì chúng ta phải đội mũ bảo hiểm rồi, nên chúng ta lựa chọn một cái chiếc mũ thứ nhất là đẹp, bền và chất lượng. Trông rất là đẹp và ngầu đúng không ạ? Đó. Cũng là một cái video ngắn chia sẻ cho anh em về cái mẫu mũ bảo hiểm dàn di ra báo này. Anh em nào có nhu cầu về cái mẫu này thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo hai cái đầu số điện thoại bên dưới nhé. Em sẽ tư vấn cũng như chia sẻ thông số về sản phẩm cho anh em. Đó. Anh em mua mũ thì sẽ được tặng kèm theo cái ngôi sao như này. Đó. Em sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.